Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết, tới trước năm 2030 phải cấm xe gắn máy đi vào nội đô, hy vọng có thể cải thiện chất lượng không khí có hiệu quả. Xe gắn máy ở Việt Nam được sử dụng phổ biến ra sao sẽ thấy được qua các con số. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, dân số Việt Nam khoảng 95 triệu người. Số lượng xe gắn máy được đăng ký trong năm 2017 đạt 45 triệu chiếc, gần như bình quân cứ 2 người dân Việt Nam sẽ có một chiếc xe máy. Hai thành phố lớn nằm ở phía Bắc và phía Nam Việt Nam là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng, lần lượt xếp vị trí thứ 2 và thứ 4 Đông Nam Á. Theo hãng tin Reuters chỉ ra, vấn đề môi trường có thể trở thành nguy cơ chính trị có khả năng tác động đến quyền lực của Đảng Cộng sản. Hạn chế ô nhiễm không khí, những biện pháp mà thành phố Hà Nội đã triển khai tích cực trong những năm nay thì là đến đầu năm 2018 nó đã có những cái hiệu quả rõ rệt. Ví dụ như là trồng cây xanh, cái lượng cây xanh đạt được bây giờ đã trên 800.000 cây. Hiện nay tại Hà Nội đã trồng được 800.000 cây xanh, đạt 80% mục tiêu trồng 1 triệu cây. Tuy nhiên, nguồn gây ô nhiễm không khí trên khắp Việt Nam không phải chỉ có xe gắn máy mà thôi. Cũng giống như ở Đài Loan, tại Việt Nam cũng có luồng khí ô nhiễm bay từ Trung Quốc sang, cộng thêm nguồn ô nhiễm bởi công xưởng, nhà máy điện, cho dù không còn xe máy xuất hiện, nhưng chất lượng không khí có thể cải thiện được bao nhiêu vẫn phải chờ đợi và quan sát. Nhiệt độ đo được vào lúc 2 giờ chiều ngày 30 tháng 7 tại trạm quan trắc Thổ Trường ở Nghi Lan là 39,9 độ C, là mức nhiệt độ cao nhất trong năm nay tới đến thời điểm này. Trong bảng xếp hạng các trạm quan trắc tự động đo được nhiệt độ cao, trạm Thổ Trường Nghi Lan 39,9 độ, Phú Nguyên, Hoa Liên 37,7 độ, thành phố Tân Bắc 37,3 độ, trạm quan trắc tự động thành phố Đài Bắc 37 độ. Tuy nhiên, theo chuyên gia, các trạm quan trắc tự động tại những nơi hẻo lánh do thiết bị thô sơ, nhiệt độ dễ tăng cao hơn. Nhưng chịu ảnh hưởng của dòng khí lưu lắng dừng của bão Trundari khiến nhiệt độ tiếp tục tăng cao khắp Đài Loan trong mấy ngày gần đây. Cục khí tượng cho biết, do Bắc Bộ nằm ở đầu luồng gió nóng và vùng Đông Bắc Bộ bị bao phủ trong dòng khí lưu lắng dừng của vùng khuất gió, tình trạng này kéo dài tới thứ Năm sẽ thấy nhiệt độ tăng cao rõ rệt. Người dân ra ngoài cần chống nắng và uống nước nhiều để tránh bị cảm nắng. Ngày 31 tháng 7, mười mấy đại diện của Công đoàn Phi công thành phố Đào Viên đã mở buổi họp báo trước Cổng Bộ Ngoại giao về vấn đề nhóm phi công của China Airlines và hàng không EVA từ lâu nay bất mãn vì thời gian làm việc quá dài. Công đoàn phát động bỏ phiếu để bãi công trong thời gian từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. China Airlines đã cố ý gây sức ép cho các thành viên của công đoàn. Công đoàn cho biết sở dĩ tới mức bãi công là vì trước kia trong các cuộc đàm phán tranh chấp giữa chủ doanh nghiệp và nhân viên, đại diện hai hãng hàng không China Airlines và EVA đều từ chối tất cả mọi ưu sách của phía công đoàn. Đều là những vấn đề quan trọng có liên quan đến an toàn bay, nhưng công ty đều chối từ với lý do xâm phạm quyền quản lý. Cục hàng không dân dụng trả lời sẽ phản ánh ý kiến của công đoàn với bộ trưởng, cũng không loại trừ việc sau khi kết thúc bỏ phiếu về bãi công sẽ có cuộc gặp mặt với thành viên công đoàn. Hàng không EVA bị điểm danh thì tuyên bố kêu gọi công đoàn hãy giữ bình tĩnh, hy vọng hai bên có thể thương lượng để giải quyết tranh chấp, trong khi China Airlines cho biết đồng ý nhượng bộ trong một số vấn đề, kêu gọi phía người lao động trở lại bàn đàm phán.